y tắc mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi mới lên hai em được một bà thím đem về nuôi mới đầu bà ta đối xử với em rất tốt nhưng càng về sau thì càng khắt khe với em nhất là từ khi chồng bà bị chết trong một tai nạn nỗi buồn cô đơn lại phải nuôi một đứa trẻ không phải do chính mình đẻ ra khiến bà thím trở nên cay nghiệt với em bé vô tội y tắc biết thím không yêu mình nên chú hết sức cẩn thận không làm bất cứ việc gì nói một điều gì khiến Thím nổi giận. Do còn nhỏ, sức còn yếu nên em chỉ biết đi nhặt củi về cho Thím nấu cơm. Em chưa đủ sức phóng ngọn giáo hoặc dương cung bắn thú. Khi trong một gia đình Eskimo không có người thợ săn giỏi, gia đình đó nhất định không có thịt. Không có bánh mì để qua cơn đói khát. Khi các người thợ săn bắn được nhiều thú hoặc câu được nhiều cá, họ cho hai Thím cháu một ít nhưng khi chẳng săn được gì thì hai thím cháu đành nhịn đói các bé có biết không sống cơ cực mãi lại bị thím canh nhiệt ghét bỏ y tắc quyết tâm tự tay tìm kiếm thức ăn một hôm em làm một chiếc cần câu và thử vận may em vừa thả câu được nửa giờ bỗng phao chìm nghỉm em giật mạnh cần câu một con cá to mắc câu em ra sức kéo nó lên bờ mà không được con cá quẫy mạnh Y Tắc mất đà ngã tõm xuống sông, em phải vật lộn với sóng nước mới thoát chết được. Ra về quần áo ướt đẫm, người lạnh cóng. Thấy thế, bà Thím nổi cơn lôi đình, mắng em như tát nước vào mặt, bảo là đồ bỏ đi, đồ ăn hại, đồ vô tích sự. Bà còn cầu cho Hà Bá đến bắt em. Khi bà Thím đem Hà Bá ra dọa Y Tắc, chú bé sợ quá. Vì chú đã được nghe nhiều người nói về vị thần này, Chú rút đầu vào chăn, nước mắt đầm đìa. Bà thím hét to. Này, đừng có nằm ăn vạ. Hà bá ơi, hà bá ơi, lên bắt đứa trẻ hư thân mất nết này đi cho tôi nhờ. Bà vừa dứt lời, một cơn gió lốc ao ào cuốn tuyết bay lên mù trời. Trong cơn gió tuyết mù mịt đó, người ta thấy một con người khổng lồ xuất hiện. Không nói một lời, thần dùng vòi cuốn chặt đi tắc rồi lao thẳng ra bờ biển thần nhảy um xuống biển, giờ cao y tắc lên trời, rồi bơi như lướt trên sóng ra một hải đảo xinh xắn là nơi ở của thần. đến nơi, hà bá đưa y tắc vào một cái hang rộng rãi, sáng sủa và ấm áp. y tắc sợ quá không nói nên lời. chú thẩm nghĩ không biết là hà bá có ăn thịt, có làm thịt moi gan móc tim mình không? chú nhắm mắt chờ chết, nhưng sao lạ thế này? Hà bá đặt chú nhẹ nhàng lên một tấm nông thú, lấy một con cá treo lên vách, đánh lửa đem cá nướng. Mùi cá thơm làm y tắc tỉnh người. Chú hé mắt nhìn hà bá, bộ mặt ông ta rất hiền từ. Thần đưa cá chú y tắc và ra hiệu bảo y tắc ăn đi. Chú bé rụt rè cầm con cá hỏi, Hà bá cho cháu ăn có phải không ạ? Hà bá không biết nói tiếng Eskimo, nhưng hiểu người ta nói gì thần gật đầu mỉm cười ra ý bảo y tắc ăn đi. Chào ôi từ bé đến giờ chưa lúc nào y tắc được ăn cả một con cá thơm ngon như vậy. ăn xong em đứng lên chắp tay lên ngực cúi đầu ba lần tỏ ý cảm ơn hà bá. sau đó em hỏi hà bá có định giết cháu không ạ? À? hà bá lắc đầu mỉm cười. các bé có biết không từ hôm đó y tắc ở lại trong hang với hà bá em luôn được ăn no thỏa thích, mặc ấm với những chiếc áo làm bằng da rất mềm mại. Hà Bá rất ân cần với Y Tắc và em cũng coi Hà Bá như cha đẻ của mình. Một hôm Hà Bá ra hiệu cho Y Tắc đi theo mình ra biển. Hà Bá đặt Y Tắc vào thuyền, kéo thuyền đi khắp các đảo xung quanh. Hà Bá dạy Y Tắc chèo thuyền, chỉ sau vài buổi luyện tập, em đã lái thuyền thành thạo chẳng kém người lớn. Hà bá còn dạy em sử dụng cần câu để bắt cá. Lần bắt được con cá đầu tiên, em vui lắm và nghĩ thầm. Giá mình đem con cá này về cho thím, chắc thím sẽ vui và không mắng mỏ mình nữa. Mình sẽ ở với thím, câu cá về đuôi thím, chắc là thím sẽ yêu mình như con, yêu mình hơn rất nhiều lần. Các bé có biết không, từ khi cầu hà bá đến bắt y tắc đi, người thím cảm thấy hối hận, bà nguyền rủa bản thân và cầu khẩn thần linh đem y tắc trở về với mình bà nghĩ mình sẽ có đứa con mình sẽ yêu nó như con nướng cá cho nó ăn may cho nó quần áo ấm hai tím cháu sẽ sống bên nhau suốt đời nó lớn lên mình sẽ tìm cô gái đẹp nhất của xứ eskimo về cho nó làm bạn đời chúng nó sẽ sinh cho mình những đứa cháu mình sẽ nuôi con của y tắc như cháu nội của mình. Bà buồn giàu lấy lời cầu khẩn của mình. Bà rất băn khoăn vì không biết lời cầu khẩn của bà chưa được thần linh đáp ứng. Bà nhờ những người đánh cá xem có thấy y tắc ở đâu không. Bà bảo nó về với bà. Bà nhớ nó lắm. Họ bảo chúng tôi sẵn sàng tìm cháu nhưng đưa cháu về chúng tôi không dám. Hà bá mất nó sẽ nổi giận Thì chúng tôi chết hết Riêng cô ông Catelo Dũng mãnh, can đảm Và giàu lòng nhân ái Đã bảo với bà thím Bà cứ yên trí Thấy cháu tôi sẽ đem về cho bà Tôi không sợ hà bá Ngày qua tháng lại Vẫn chưa thấy bóng dáng y tắc đâu cả Một hôm Catelo trèo thuyền xa hơn về phía bắc Bóng ông nhìn thấy trên một ngọn núi ở phía xa có một hình bóng giống người. Ông trèo vội về phía đó. Khi đến chân núi, ông thấy Y Tắc đang ngồi câu. Mừng quá, ông gọi to. Y Tắc! Y Tắc! Chú bé giật mình quay lại reo lên. Chú Catelo, Chú đến đây làm gì thế? Chú mau về đi, kẻo gặp Hà Bá lại xin chuyện. Catelo cười ha hà. Ha -ha -ha, cháu yên trí, ta đâu có sợ Hà Bá, ta sẽ đem cháu về. Vừa lúc đó, có tiếng rít như còi ở phía sau Lô. Ông quay lại, hà bá sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Lô. Hai chiếc vòi vươn về phía trước như định cuốn vào cổ Catello. Lô dương cao, cây dao, sẵn sàng như chặt đứt chiếc vòi đó. Y tắc vội lao vào giữa hai người kêu to, cháu xin hai ông, cháu xin hai người dừng tay. Lô đút dao vào vỏ, khoanh tay đứng nhìn hà bá. Mặt hà bá dịu hẳn xuống, hạ hai chiếc vòi, nhìn y tắc âu yếm rồi nhảy xuống biển, chớp mắt đã mất hút giữa các làn sóng xanh dập dờn. Catello ôm lấy y tắc nói: "Đừng bao giờ quên bà con của cháu, người Eskimo quý cháu lắm, hãy trở về với đồng bào." Rồi hai người quyến luyến chia tay. Catello báo cho bà thím biết y tắc vẫn còn sống hạnh phúc vì được Hà Bá che chở. Y tắc quay trở về với Hà Bá, nhưng cũng từ đó, lời kêu gọi của Catello bảo em về với đồng bào Eskimo luôn vang lên trong đầu em. Càng ngày em càng nung nấu ý muốn trở về với đồng bào, nhưng em không có ý định bỏ trốn, mà muốn chia tay thân thiện với Hà Bá. Một hôm em lấy hết can đảm nói với Hà Bá, Ông ơi, nhờ ông, cháu được ăn no, mặc ấm, học được nhiều thứ như trèo thuyền, bắt cá, bơi lội, nhưng... Y tắc ngập ngừng, Hà bá chăm chú nhìn y tắc như thấu hiểu tâm tư của em. Chú bé vội nói thật nhanh. Nhưng cháu nhớ nhà lắm. Hà bá gật gật cái đầu mỉm cười âu yếm. Ông túm lấy y tắc đặt chú lên thuyền rồi lao vút xuống nước, kéo thuyền vào bờ. Đến nơi ông nhất y tắc đặt chú bé lên đất liền. Dơ vòi chỉ về phía mấy làn khói xa xa. Sau đó ông lao vút xuống biển biến vào các đợt sóng. Phải mất một lúc lâu Y tắc mới hết bàng hoàng Chú lấy tay sờ mặt đất xem thực hay là mơ Sau khi biết đó là sự thực Chú quay người lại cúi đầu ba lần miệng nói Cháu cảm ơn Hà Bá Cháu cảm ơn Hà Bá Cháu cảm ơn Hà Bá Chú bước về phía các mái nhà Đang có khói bốc lên Gần tới nơi chú nhận ra Đó là cái làng cũ của mình Khi đi gần đến chiếc lều đầu tiên Chú trông thấy Catello bước ra chuẩn bị đi săn nhìn thấy chú Catalo vứt cần câu xuống đất chạy lại ôm chầm lấy chú hỏi dồn dập y tắc y tắc đấy phải không làm sao cháu về được cháu trốn hà bá hả ông ta có đuổi theo không y tắc lắc đầu nói không không chú Catalo ạ à. ông ta đưa cháu lên bờ và cho cháu về đấy Catalo mừng quá bỏ cả chú đi săn dẫn y tắc về nhà mình dọn thịt cá cho em ăn sau đó ông chạy sang nhà thím của y tác báo tin vui. Bà mừng quá, òa lên khóc, chạy sang nhà Cát tê Trông thấy cháu, bà ôm chầm lấy y tắc khóc nức nở. Cháu ơi, cháu ơi, tha lỗi cho thím nhá. Y tắc ôm lấy bà nói, thím ơi, cháu quý thím lắm, thím đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Hai thím cháu cảm ơn Catello dắt nhau trở về nhà mình. Ba tháng sau, Bà thím bị bệnh rồi ra đi vĩnh viễn, Y Tắc thương thím vô cùng, chôn cất tử tế rồi sang ở với Catello. Khi Y Tắc đã trở thành chàng trai 18 tuổi, Cattelo gả cô con gái út xinh đẹp nhất của mình cho anh. Y Tắc và vợ sống rất hạnh phúc đấy.